Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời danh ca Phương Dung. 9 điểm. Danh ca Thái Châu. 9 điểm. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. 9 điểm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là điểm số của danh ca Bảo Yến chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ giám khảo khán giả tại trường quay, trong đó có các nhà báo. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là điểm giám khảo khán giả tại trường quay, trong đó có các nhà báo, dành cho Hồng Mơ là 9,3 điểm. Chúc mừng bạn. Và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ ơi, nếu như quý vị yêu mến Hồng Mơ và thích tiết mục vừa rồi của cô ấy thì hãy đừng quên bình chọn cho Hồng Mơ với mã số là 02. Còn bây giờ Nguyên Vũ và anh Thơ sẽ không để cho quý vị phải chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ đến với một thí sinh có nickname là Anh Gà, không ai khác đó chính là Hồ Việt Trung. Lúc đầu á, con ra cô thấy con ôm cái túi đó đó, cô nói ủa sao nhỏ này nó đi đá gà sao vậy trời nha. Thành ra bây giờ đó, ngoài anh hai lúa, cô Phương Dung tặng cho con một cái biệt danh nữa, anh ba gà. Cô Phương Dung có đặt cho Hồ Việt Trung một cái biệt danh là anh ba gà. Đó là một cái nickname rất là vui, và đó cũng như là một sự trùng hợp. Bởi vì nếu mà quý vị có xem qua cái bộ phim Giải Cứu Tiểu Thơ phần 3 của Hồ Việt Trung á, thì quý vị biết là trong đó mọi người thường gọi Hồ Việt Trung là Trung Gà. Mà cô Phương Dung lại đặt cho mình một cái nickname là anh ba gà nữa. Mà ở nhà thì Hồ Việt Trung đúng là thứ ba luôn. Nên là cái nickname này rất là hợp với Hồ Việt Trung. Còn chuẩn bị tinh thần để bước vào tập 6 này thì mấy hôm nay thì cũng tập rất là nhiều, cố gắng thể hiện một ca khúc mà từ xưa đến bây giờ Hồ Việt Trung chưa bao giờ hát bài hát này. Rất là khó thì chúng ta có thể đoán được anh ba gà sẽ làm gì trong phần thi của mình trong đêm thi ngày hôm nay, đúng không ạ? Bởi vì nhớ lại những cái đêm thi trước á, thì anh luôn mang đến những ý tưởng mới lạ cho phần thi của mình. Và trong đêm thi ngày hôm nay, với một ca khúc nổi tiếng ở dòng nhạc Bolero do ông Hoàng Bolero Trúc Phương sáng tác, thì ca sĩ Hồ Việt Trung sẽ thể hiện mình như thế nào để chinh phục giám khảo cũng như là chinh phục khán giả? Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần dự thi của Hồ Việt Trung. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn dám dối cho thương đâu để ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thôi đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. Diêu trần ai gọi niềm cay, đường hẳn mình còn ai đâu để vui, khi chót xa vung lầy nhân thế, có ưu tư muộn phiền lên sám môi. Bã
ăn quên ta, tình cũng quên ta nên trong đêm thui thùi một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. Rượu trần ai gọi đêm cay, những suy tư yên đắm đường hằn, mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên sám môi, bạn quên ta tình cũng quên ta nên trong đêm thui thùi một mình. Đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới thôi còn xa. Thưa quý vị, vừa rồi là màn giằng xé nội tâm qua ca khúc Thói Đời. Và bây giờ thì chúng tôi rất là mong nhận được phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời danh ca Thái Châu. Khổ sở rồi tâm trạng rồi nó giằng giật mình dữ lắm phải không? Dạ. Em à, cái bài này đó, anh có cảm xúc thật sự nghe cảm xúc ở cái đoạn điệp khúc. Là tại vì sao? Cái đoạn điệp khúc, cái lời nó giảng ra thì nó theo cái cách hát của em đó, thì nó tạo em có cái cảm xúc ở cái điệp khúc. Còn cái verse đầu và cái verse sau, cái lời nó nhiều, thành ra cái cảm xúc nó không có dạt dào bằng cái đoạn điệp khúc. Thành ra nếu em chấp nhận với lại cái tempo này thì cố gắng mình hát như thế nào đó, cái cảm xúc nó trang trải đều cả cái bài hát, thì đến cái kết quả rất là tốt. Con rất là gan khi mà chọn bài Thói Đời để mà con trình diễn. Cái thứ nhất, con hát rất có hồn, có truyền cảm. Cái thứ hai là cái bài hát này đó, cô Phương Dung thấy con diễn tả mà không biết rằng ngoài đời con có đau khổ giống y như trên sân khấu ngày hôm nay hay không. Cái giọng hát của Trung rất hợp với cái dòng bolero. Cố gắng mình tập dượt thêm để càng ngày mình càng hát những cái bài trữ tình bolero người ta không chán. Đó là cái lời cô Phương Dung muốn chia sẻ với Trung hôm nay. Tôi thích cái phần trình bày của em, thích tiết mục này, từ cái phần dàn dựng cho tới cái cách thể hiện của em. Một ca sĩ trẻ của dòng bolero rất là hứa hẹn. Nói chung thì khen nhiều. Nếu em muốn tôi góp ý một chút xíu về kỹ thuật thì tôi sẽ nói tiếp. Thông thường thì là tất cả những cái lỗi kỹ thuật này nó là chung của mọi người. Đó là những cái quãng nhỉ xa xuống nó thấp, đang hát ở những cái nốt trung hoặc là cao, nhảy xuống những nốt rất thấp của mình thì thường là bị chông chênh và bị mất đi tiếng.
mất âm thanh. Và không, cuối cùng là cái cảm xúc nó không trọn vẹn. Nếu mà chúng ta tập kỹ những nốt trầm, để cho nốt trầm nó cũng vang rõ một cách tương đối, nó hài hòa với những cái nốt cao, thì cái hiệu quả nó sẽ rất là tốt. Chúc mừng cái tiết mục của em. Hồ Việt Trung được trời cho, được trời phú cho một cái giọng rất hay, rất dày và rất là truyền cảm. Cô góp ý Trung nên đi dòng này thì rất là thành công. Và Trung có khiếu hát đồ này, cho nên là cô rất là ngạc nhiên, tại vì cô chưa bao giờ nghe Hồ Việt Trung hát bao giờ. Nhưng mà cô nghe cô thấy Trung có rất có triển vọng, và cô rất là khích lệ tinh thần của Trung trong đêm nay mà Trung dám chọn bài này, rất hay. Dạ, đúng rồi. Và ở xa không biết sao mà con giống ông Thái Châu này nha. Giống đi, giống Thái Châu đó. Giờ chú Thái Châu nhận con làm con nuôi luôn đi. Con nuôi hả? Con cha con phải liên lạc thường xuyên hay không? Rồi cha có cái chiêu gì đó, cha trang bị cho con một cái hành trang tốt cho cái nghề nghiệp trong tương lai. Đúng rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay có những lời góp ý vô cùng chân tình, và đặc biệt là đã có rất nhiều những lời khen tặng dành cho tiết mục vừa rồi. Và bây giờ chúng tôi đang trông chờ một số điểm thật là cao dành cho Hồ Việt Trung. Xin mời danh ca Phương Dung. Cái gì cho đi lắc qua lắc lại vậy? Mời danh ca Thái Châu. Không phải là mới được nhận con cái 10 đâu. Ráng mà cảm xúc cho tốt. Mười. Nhiều cái gì đó. 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. 9,5. Điểm số của danh ca Bảo Yến sẽ được chúng tôi giữ đến giây phút cuối cùng. Và bây giờ với rất là nhiều cảm xúc từ 100 vị giám khảo tại trường quay ngày hôm nay, chúng tôi đang rất là trông chờ điểm số thật là cao đến từ quý vị. Xin mời. Và 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay ngày hôm nay đã dành cho Hồ Việt Trung số điểm là 9,6. Và thưa quý vị cũng hãy đừng quên bình chọn cho tiết mục ngày hôm nay của Hồ Việt Trung với mã số bình chọn là 01. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách soạn theo cú pháp HNTH khoảng cách mã số thí sinh gửi 8234 hoặc truy cập Zalo, tìm kiếm Hãy Nghe Tôi Hát và bình chọn cho thí sinh yêu thích. Khán giả tham gia nhắn tin sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là phần biểu diễn rất được chờ đợi trong đêm nay. Danh ca Bảo Yến trong suốt 30 năm qua chưa bao giờ làm khán giả hết ngạc nhiên về giọng hát cũng như là phong độ của mình. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, danh ca Bảo Yến sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một ca khúc mà có lẽ là quý vị cũng hiếm khi nào được nghe chị trình diễn. Thưa quý vị, lần đầu tiên trên sóng truyền hình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Trả Hết Cho Người. Bóng đêm giang rộng tay đã xua ta vào kiếp lưu đày. Tình yêu này xa tầm tay, chả chưa xong nợ vay, lấy gì được bình yên sớm tối. Dù nước mắt đã khô, niềm đau kia vẫn còn đọng lại trong cơn mê vật vã. Tình yêu sâu xé ta đày đọa trong hững hờ, một đời nghe bơ vơ ôm lấy nỗi tiếc nhớ. Trả cho hết ân tình không giữ lại, chẳng ai nợ ai một khi phủi tay. Trả cho hết bao ngày vui xót dài, với ta giờ đây không cần yêu ai. Trả cho hết cho lòng ta bớt nặng, chỉ riêng sầu thôi
Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Thưa quý vị, trải qua một phần thi đầy áp lực thì bây giờ sẽ là kết quả. Ca sĩ Hồng Mơ, giám khảo chủ đề dành cho cô số điểm là 9 và tổng số điểm mà cô đã nhận được trong đêm thi là 45,3 điểm. Ca sĩ Duy Trường, bạn nhận được số điểm của danh ca Bảo Yến là 9 điểm, tổng cộng bằng được 46,4 điểm. Ca sĩ Phương Trinh Jolie, giám khảo chủ đề dành cho bạn số điểm là 9,5 và tổng số điểm trong đêm thi bạn đạt được là 46,5 điểm. Ca sĩ Lâm Vũ, điểm của danh ca Bảo Yến dành cho bạn là 9,5 điểm, điểm tổng của bạn là 47 điểm. Điểm cao nhất từ phía giám khảo Bảo Yến đó chính là 10 điểm dành cho Hồ Việt Trung. Và điểm tổng cộng của bạn là 48,6 điểm. Chúc mừng bạn! Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đêm nay Hồ Việt Trung là thí sinh có số điểm cao nhất. Chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu danh ca Bảo Yến và giám khảo nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm trao số tiền 20 triệu đồng cho Hồ Việt Trung. Quý vị và các bạn, khép lại đêm thi ngày hôm nay, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào đêm thi tuần sau với chủ đề Những Cuộc Tình Lỡ với giám khảo chủ đề là danh ca Thái Châu. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jetstudio thực hiện cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ Nguyên Vũ Bản Thơ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một lần nữa, khán giả yêu ca nhạc sẽ lại đắm chìm trong không gian những bản nhạc tình bất hủ khi danh ca Thái Châu trở thành nhân vật chính trong Hãy Nghe Tôi Hát tập 7. Hãy cùng tiếp tục hành trình Hãy Nghe Tôi Hát với 5 thí sinh Hồ Việt Trung, Hồng Mơ, Long Vũ, Duy Trường, Vương Trinh Jolie. Khi em thất tình em hát bài này quá hay. Hát nhạc Châu không yêu Châu, thành ra là phải rơi nước mắt. Và cùng hồi hộp chờ xem ai sẽ phải tạm dừng cuộc chơi. Hãy Nghe Tôi Hát tập 7, chủ đề Thái Châu Những Cuộc Tình Lỡ vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 6 tháng 4 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ sáu ngày 7 tháng 4 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.